Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú anh chị của mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà quan, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa, phong linh, phong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú và anh chị của mình thêm một cái video nữa. Thì như cả nhà mình thấy thì ở trên cái video ngày hôm nay, Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái khu rừng tràm mà cách đây một hôm á, thì Lê Trung cũng đã đến đây đó cả nhà. Và lần trước Lê Trung đến á, thì Lê Trung cũng đã gặp được một cái vị vong linh nữ. Thì cái vị vong linh nữ này thì cũng có một cái chết nó khá đau lòng, khá là bị thương đó. Chính vì cô mang một cái bệnh là không thể sinh con cả nhà đó, cho nên bị chồng ruồng bỏ, ghét bỏ, rồi anh chồng mới tò te với người mẹ kế, và đã sử dụng cái thuốc độc để mà đào độc cô, để cho anh ta có thể được sống với người mẹ kế của vợ mình. Thì do là cái vô minh của một con người, do cái sắc dục nó đưa đẩy, cho nên là mới xảy ra một cái chuyện như vậy. Nhưng mà cái nhà, theo cái nhà mình biết rồi, khi mà mình đã làm một việc gì đó sai trái, mình đã làm một việc gì đó không đúng với pháp luật, ví dụ như là mình giết người hay là mình trộm cắp gì đó, thì chắc chắn rằng trước sau gì cũng bị pháp luật trừng trị. Vì một cây kim không thể nào bỏ trong một cái bọc, thì nếu mà có bỏ vào thì trước sau gì nó cũng sẽ bị lòi ra. Cũng như câu nói ông bà xưa chúng ta thường hay dạy là giấy không bao giờ gói được lửa đó. Cho nên đó là vì vô minh quá, cho nên họ đã làm ra những cái chuyện tày đình, đã khiến cho một cái cô gái trẻ phải bỏ mạng đó. Thì sau khi mà Lê Trung đến, Lê Trung gặp cô ấy, cũng đã tâm sự, cũng đã hiểu rõ về cô ấy, và cô và Lê Trung cũng đã đề nghị với cô ấy là để cho Lê Trung giúp cho cô ấy đi về chùa, về núi, về non, để giúp cho cô ấy được tu hành học đạo. Thì sau một hồi Lê Trung khuyên răn thì cô ấy cũng đã chấp nhận để cho Lê Trung đi về chùa. Thì Lê Trung đưa cô về chùa để cô ấy tu đó. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái khu rừng tràm này để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh còn lại. Thì hiện tại thì Lê Trung cũng đã giúp được 25 vị được cả nhà. Thì còn 16 vị nữa đó. Thì do con ma da này lúc trước nó đã bắt 41 vong, cho nên là Lê Trung giúp được 25 rồi, thì còn 16 vong nữa cả nhà. Hy vọng rằng ngày hôm nay Lê Trung đến đây, Lê Trung lại tiếp tục gặp được một trong các cái vị đó. Gặp nhiều thì cũng được, gặp 2-3 vị cũng được đó, để Lê Trung sẽ giúp cho họ được đi về chùa để họ tu, để cho xong cái nhiệm vụ này cả nhà. Tại vì cũng khá là lâu rồi, Lê Trung cũng cái trường hợp các cái vị vong linh mà đã bị con ma da giam cầm này thì cũng khá là lâu rồi, Lê Trung chưa có làm xong nữa, tại vì quá nhiều. Với lại thì họ cứ lẩn trốn, rồi họ đi đâu này đâu kia để cái tìm thức ăn, cho nên là rất là khó. Có bữa thì Lê Trung đến đây cũng gặp, có bữa thì nhiều khi 2-3 bữa liên tiếp Lê Trung đến đây cũng không gặp cả nhà. Như ngày hôm qua cũng vậy, Lê Trung đến đây thì không gặp, mà cái bữa trước thì Lê Trung đến, Lê Trung gặp, thì ngày hôm qua đến không gặp, ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục đến nữa, xem như thế nào. Hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ có duyên với các vị đó để mình giúp cho họ. Mỗi lần đi vô trong cái khu rừng này cái là về cái là mình mẩy như là con chồn vậy, dính ba cái tơ nhợ nâu tùm lum tà la chứ, rồi ba cái bụi bặm cái vậy. Vô đây nó bụi lắm cả nhà, mình đi cái nó động á, cái bụi nó xông lên.
Ây da. Như là Lê Trung thấy phải ở phía sau cái bụi đó có gì trắng trắng kìa nha, biết phải phong linh không đây? Hình như là ở phía sau cái bụi cây kìa. Phải không nè? Đây, kìa, kìa, đúng rồi, đúng rồi. Kìa, đứng bên kìa. Dạ, xin chào. Cho hỏi là có phải phong linh mà đã bị con ma da giam cầm gì không ạ? À? Không ơi. Ủa, cha đâu rồi? Đâu ta? Nhìn qua tới bên đây. Thì ngày hôm nay tôi đến đây thì chỉ muốn đi giúp đỡ cho các vị thôi. Xin hỏi hoan hỷ giao tiếp với tôi một xíu được không? Để tôi giúp đỡ cho. Tôi có đem cơm nước bánh trái theo nè, để tôi cúng cho được không ạ? À? Ông là ai mà ông vô đây vậy? Ông bắt tôi hay gì? Không có, tôi vào đây tôi giúp thôi chứ tôi không có bắt. Tôi là một người bình thường và tôi có được cái cơ duyên là nhìn thấy các vị á. Cho nên là tôi muốn được giúp đỡ cho các vị để thoát khỏi cái cảnh mà vất vưởng nè, rồi đói khát lạnh lẽo như thế này. Đừng bắt tôi nha. Không bắt tôi. Không có bắt đâu, tôi không có bắt đâu, tôi không có bắt. Tôi cũng không có bắt để làm gì hết trơn á. Tôi chỉ là người có duyên với các vị, tôi muốn giúp cho các vị thôi hả? Chứ tôi đâu có bắt bớ các vị làm gì. Xin ông nói đừng bắt tôi. Tôi nói thật, tôi không có bắt đâu. Bây giờ chắc là đang rất là sợ đúng không? Đúng vậy. Thôi bây giờ để cho Phong bình tĩnh lại ha. Tôi sẽ tìm một cái chỗ nào đó cho nó trống rãi rồi nó sạch sẽ đó, để tôi đặt cái bàn nghi thức rồi bàn cúng á, rồi tôi đặt ra những cái vật lễ gồm có là bánh trái rồi cơm nước rồi đó, để tôi cúng cho Vong rồi tôi mời Vong ra dùng rồi Vong giao tiếp với tôi sau nha, được không? Được, nhưng mà hứa là đừng có bắt tôi nha, tại tôi bị nhốt lâu rồi, giờ tôi thấy tôi sợ lắm. Tôi không bị nhốt nữa. Không có bắt đâu. Đúng rồi, thì chắc là Vong đã bị con ma da giam cầm cho nên là sợ hãi đúng không? Đúng vậy là tôi đó. Thì bây giờ tôi nói cho Vong nghe luôn là Vong đừng có sợ nữa, tại vì cái con ma da đó đã cách đây khoảng 2 tháng á là tôi đã bắt nó được và tôi đã đậu quá cho nó rồi. Bây giờ nó đã về chùa nó tu rồi, cho nên là Vong đừng có sợ nữa nha. Được. Rồi, vậy bây giờ thì để tôi đi tìm cái chỗ nào đó nó thoáng mát rồi sạch sẽ rồi tôi cúng cho Vong rồi Vong ra dùng nha. Được, tôi chịu. Rồi, bây giờ thì để Lê Trung sẽ đi lại. Đi lại đằng này đi cả nha. Tại giữa Vong này á sợ. Nè, nhà mình lại cái bãi chỗ này đi. Cái bãi mà mỗi lần Lê Trung thường hay cúng á. Tại vì cái Vong này thì thấy Lê Trung thấy cũng hiền à, không dữ đâu. Mà kiểu như là sợ á. Sợ bị bắt. Bị bắt có một lần mà sợ ai dám bắt thêm lần nữa trời. Mới bị bắt một lần sợ rồi. Nói chung thì như cả nhà mình thấy á, vong linh đồ này kia đó mà đã bị bắt một lần rồi, hoặc là bị sẩy, hoặc là bị những con quỷ khác nó đánh đập, rồi bị những tay thầy pháp bắt bớ, bắt hụt á, nhiều khi bị dí bắt nhưng bắt hụt á nha, thì họ sẽ rất là sợ hãi và nhiều khi á không có dám giao tiếp với mình đó. Cho nên là nhiều khi nó cũng rất là khó để giao tiếp. Chưa kể là gặp những con quỷ dữ mà nó đã từng đánh nhau với các vị pháp sư á, thì nó càng hung hăng hơn nữa. Bởi thường á là khi mà vào á, Lê Trung ít khi nào Lê Trung dùng pháp thuật trước lắm, trừ phi là bị đánh rồi kia thôi. Tại vì nếu mà mình dùng pháp thuật trước thì mình đánh họ, mình không có khuyên răng cũng không làm gì họ hết, mình đánh họ thì họ cứ nghĩ mình là cố tình vào đây để bắt, để đánh đập, để hành hạ họ đó. Cho nên là Lê Trung rất là ít sử dụng pháp thuật vào. Nói chung là khi mà vào á, có bị dí, bị đánh gì đó thì mình sẽ cố gắng, mình giả bộ kiểu như mình chịu thua người ta đi, mình giả bộ mình thua đi để mà mình chạy á. Thì cả nhà mình nói sao có pháp thuật mà không định nó lại, đừng bắt xử lý cho nó dễ. Nó nhiều khi nó phản kèo cả nhà. Nhiều khi mình định lại mà nhiều khi những con quỷ nó có pháp thuật cao á, chưa nói tới những con quỷ chưa có pháp thuật cao đâu,
mình định lại mà nó phá được cái định. Tại vì cả nhà mình khi biết là khi thi triển mà bất cứ một cái pháp thuật nào đó đều phải mình đều phải cần có một thời gian nhất định đó. Khi mà mình đang trong cái thời gian mà mình cái thời gian mà mình sức chiêu á là chưa xong, nếu mà nó phá trước cái thời gian đó thì mình làm không kịp gì hết thì tất nhiên là nó sẽ đánh mình đó. Còn nói chung thì vô cứ mày rượt tao chạy chạy hồi mày mệt tao cũng mệt rồi hồi dễ xử lý hơn đó. Với lại thì như vậy thì khi mà mình giả bộ giả đò thua họ đó cả nhà, thì họ sẽ biết, họ sẽ nghĩ là thằng này nó kiểu như nó là người thường thôi, nó không có hấp thực, không có gì đâu, đừng có sợ nó. Kiểu như dạng mình cho người ta hên trên kèo mình đi đó, kiểu như là người nghĩ thằng này chắc là nó không hại mình đâu, tại vì thấy nó cũng yếu mà. Nó thấy mình nó chạy không à, mình khỏi đánh nó đi, mình để coi từ mình coi nó như thế nào. Kiểu như là mình cố tình mình cho con cái dông quỷ hoặc là dông linh gì đó họ trên kèo mình đi đó. Mình chịu thiệt một xíu để cho họ kiểu như họ lên xíu đi rồi mình dễ giải quyết. Nói chung thì chạy vậy thì nó cũng hơi mệt, thì có nhiều quý ông bà cô chú anh chị nói thì cũng đúng, chạy vậy thì nó mệt, nhưng mà dùng pháp thuật nhiều quá nó còn mệt hơn nữa cả nhà, mệt hơn cái chạy nữa đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay đó con đến đây thì cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các cái vị vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông đó, thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ cho các cái vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông ra đây để nhận hưởng những cái phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho họ được no lòng ấm dạ hơn. Đã đó là mô Phật. Mấy ông cúng cho mình quá trời nhiều luôn. Để mình xá một cái thì rồi mình ăn. Từng bữa mà mình thoát ra khỏi con ma gia tới giờ có ai đâu mà cúng kiến cho mình ăn. Nay có người cúng kiến đầy đủ hết. Ui, ngon quá à. Còn đốt nhang cho mình nữa chứ. Mình ngửi mùi nhang á, thật là nó sảng khoái gì đâu. Bây giờ mình ăn thôi.
Xin chào. Chào ông. Thì ăn uống no chưa? Dạ giờ tôi ăn rồi, cũng no rồi. Rồi nãy sao mà thấy tôi mà cứ núp rồi bỏ chạy không vậy? Bộ sợ bị bắt chứ lắm hả? Sợ chứ, bị một lần rồi bị bắt nhốt một lần rồi cũng phải sợ chứ. Rồi ông tên gì? Tôi tên là Lễ. Lễ hả? Rồi ông mất lúc bao nhiêu tuổi? Tôi mất lúc 36. 36 tuổi rồi bị con ma da nó giam cầm này lâu chưa? Nhốt tôi cả 20 năm rồi. Chứ ít ỏi gì đâu. Thì quê của ông là ở đâu? Quê tôi ở Đồng Tháp nữa. Đồng Tháp hả? Rồi lúc mà khi mà Vong bị ma da đó nhốt, bắt nhốt đó, rồi Vong có vợ con gì chưa? Tôi có vợ với lại hai đứa con rồi. Rồi sao mà để cho ma da nó bắt vậy? Mình không có, mình bị cái vấn đề gì hay sao? Hay là như thế nào? Ông kể tôi nghe coi. Tôi bị chính con vợ tôi với lại cái thằng bạn thân á hãm hại, mà hãm hại không được. Rồi cho nên tôi mới là nhảy xuống sông á, rồi tôi mới là lội. Lội qua bên kia để thoát thân. Cho nên tôi lội ra giữa sông á. Rồi theo tôi thấy là giống như là cái cục gì mà nó nhớt nhớt, xanh xanh, nó láng láng, mịn mịn gì kỳ lắm. Tôi nói ủa không lẽ là này cái cục cỏ gì mà sao mà nó láng láng kỳ trời. Mà đâu phải đâu. Tôi nghĩ tôi xuống luôn, tôi chết luôn. Rồi sao mà anh lại bị vợ của mình sát hại, rồi bạn sát hại gì tùm lum hết trơn, nó chuyện nó như thế nào? Lạ, để tôi kể cho anh nghe. Tôi hồi đó là cũng mới lớn mà. Cũng còn cái thằng bạn tôi thì nó ở cách nhà đó khoảng 500m vậy đó. Rồi cái nó thì nó cũng đi chơi trước tôi, tại nó lớn hơn tôi 1 tuổi. Nó cũng biết đi chơi rồi tới nhà bạn gái đồ chơi đồ rồi. Còn tôi thì tôi lo làm ăn không à. Rồi cái tình cờ cái tôi mua lúa của nhà nó đó. Tại xưa tôi làm thương lái đi mua lúa đó. Buôn bán đồ. Tôi mua lúa nhà nó, cái nó làm quen với tôi rồi. Rồi nó rủ tôi tới nhà nó chơi đồ này kia vậy đó. Rồi cái từ đó tới đi tôi với nó mới quen rồi. Nó nói để tự dắt mày đi ra ngoài này nè, có mấy nhỏ bạn tao nè, xinh lắm, ra đó nói chuyện chơi. Mày có muốn quen em nào thì tao làm mai cho, nó về làm vợ luôn. Nó nói mà nó cười cười vậy đó. Nó nói trời ơi, tao có biết gì đâu, mới lớn lên mà có biết gì đâu, vợ con gì mày ơi. Rồi cái qua mấy ngày sau nó mới dắt tôi đi ra ngoài cái xóm đó đó. Mà tới chứ cái chỗ đó thì cũng có 4 cô à, cũng xinh lắm. 4 cô luôn? 4 cô lận. Chuyện cũng nhỏ nhẹ dễ thương lắm. Mà nó nói với lại cái cô đó nó tên là Hà. Hai người cứ ngồi sát với nhau mà tình tứ đồ này kia, thì nước thì cũng gót cho nhau uống, rồi trái cây thì cũng lột cho nhau ăn. Là tôi nghi là hai đứa này là nó quen nhau rồi thương nhau gì nè. Rồi cái tôi thì tôi cũng mới mà tôi đâu có dám nói chuyện đâu, chỉ dám nói 1-2 câu à. Rồi cái tặng thì đi về, rồi lâu lâu thì nó cũng tôi rủ tôi đi ra ngoài đó vậy đó. Rồi cái khoảng chừng mấy tháng sau á, rồi cái sao mà thấy hai đứa nó làm như nó nghịch gì, nó trở quẻ gì, nó không có nói chuyện với nhau nữa. Rồi cái tôi thấy là cái cô Hằng đó ở mấy giờ lại ngồi kế tôi đồ hỏi thăm tôi đồ này kia đồ đủ kiểu hết trơn vậy đó. Nó nói ủa sao mà
này ghê chắc ghê bạn mà sao mình lại hỏi thăm mình quan tâm mình kỹ ta. Rồi cái tôi cũng không nghĩ ngợi gì đâu, mấy đợt sau cũng vậy nữa, rồi cái cô ta mấy là nói giờ thích tôi rồi tỏ tình với tôi trước luôn. Tôi thì mới lớn mà rung lắm, rồi cái tôi mới với cổ mới quen rồi cái tôi cũng thấy cổ hiền rồi kia, rồi tôi mới thương cổ. Rồi cái tôi thì về tôi nói với mẹ, thưa với mẹ cha tôi là tới nhà cô đó đó rồi hỏi cưới. Rồi mới thành vợ thành chồng. Còn bạn của tôi thì nó cũng dính là một trong bốn cô đó đó. Mà là giai cháu của con vợ tôi. Rồi cái về hai chồng tôi cũng có hai mà con cũng đã lớn rồi. Còn nó thì nó cũng có ba đứa. Cũng đứa út nó thì nó cũng còn nhỏ tại nó mới. Rồi cái tôi thì có cái nghề của cha mẹ đó là đi buôn bán lúa đồ đó. Đi suốt tháng tôi đi có thể là nếu mà lẹ thì có chục chuyến luôn. Nhà cửa đồ tôi cất lên đồ, tôi ra riêng đồ, mẹ tôi cha tôi cho tôi số vốn tôi cất cửa đồ khang trang đồ này kia dữ lắm. Rồi cái bữa đó đó là tôi đi chạy chuyến xong đó về, cái tôi nghe mấy người hàng xóm mới nói, tại vì mấy người ta đi chích ban đêm ở dưới sông đó. Người ta nói ê lễ mày đi mua bán gì, tôi thấy mày đi suốt vậy rồi mày thấy 9-10 giờ đêm á, tôi đi chích ngang rồi tôi gọi đèn lên lộ sao tôi thấy cái bóng nào đen đen giống người ta đi vô nhà mày của mày mà đàn ông á. Mày coi chừng ai vô trộm cắp gì đó nha. Lúc đó thì tôi cũng nói ủa gì mà trộm cắp gì ta, nhưng mà có cổng cửa nào ngon lắm mà sao người ta vô được mà trộm cắp. Rồi cái tôi mới mở cửa tôi đi vô, cái còn cái cửa nhà cổng thì tôi có chìa khóa, mà còn cái cửa trong nhà thì không có, tôi mới gõ cửa. Sao tôi thấy con vợ tôi nó ăn mặc mát mẻ mà nó lật đật nó đi ra. Có là đầu tóc nó rối bù à. Rồi cái hất hả nó ra nó mở cửa rồi vô rồi tôi mới thấy là cái thằng bạn tôi á, là cái thằng đó nó tên là Minh. Nó nói, ủa Minh sao mày ở đây, nó đêm hôm mày ở đây làm gì mày, mày có ý gì không mày ở đây giờ này. Nói, trời ý gì đâu, vợ mày nó nói với tôi là con vợ mày á ngủ tối nè rồi sao rồi bóng đèn đứt một chục hay gì đó, rồi nó mới kêu tao đi lại đây thay giùm nè. Rồi nói ủa thiệt không em, nói thiệt anh ơi đèn tắt tối thui em sợ ma quá, em mới lúc anh đi có nhà đâu, hai đứa con thì nó cũng đâu có biết gì sửa điện đâu mà sửa, cho nên em mới gọi ảnh lại ảnh sửa giùm. Nói vậy thì tao cảm ơn mày nha, mà sửa điện phải sửa điện không nha, chứ sửa cái khác là mày tới số mày tao biết được là mày lên dĩa mày lên thớt á, lên bàn thờ mày ngồi với tao đó nha mày. Nói có đâu mà có, mày nghi ngờ quá, sửa điện thiệt mừa bộ để bạn chơi thân mà tao nó làm vậy sao. Mày tốt nhất là mày đừng làm vậy. Cái á mấy bữa sau cái tôi cũng làm tiệc nhỏ, rồi tôi cũng rủ vợ chồng nó đồ lợi ăn uống đồ này kia gì nè. Rồi cái tới nhà nó cũng làm tiệc tùng đồ này kia, mà vợ chồng tôi con tôi đồ cũng lợi ăn vậy đó. Rồi cái nó nói mẹ ăn đại đi có gì đâu, tại ở nhà tao đầy tiền thiếu gì mà đồ ăn, có tiền là tôi mua được đồ ăn ngon à, đãi vợ chồng mày chứ gì đó mà.
Nói ủa sao mà mày mần có mấy công ruộng sao mà mày dư dữ là tiền mà xài đâu dữ hả? Nói trời ơi, tao số hưởng mà mỗi cần mần cũng có tiền nữa. Nhưng làm gì có tiền? Là tiền, số tiền đó là tiền của tôi đó. Nói với vợ chồng, nói với vợ tôi gian díu với nhau á, rồi nó than khổ không có tiền bạc đó, rồi con vợ tôi nó mới chu cấp tiền cho. Trời ơi, khôn dữ, bà nó mới khôn, vợ ông khôn dữ. Thì tại vì hai người là mối tình đầu của nhau mà. Tình cũ không rủ cũng tới hả? Thì phải vậy, bởi vậy mới có cái câu đó đó. Ừ, rồi sao nữa? Rồi á, cái lần thứ hai á, tôi mới đi về. Tôi đi về sau tôi phát hiện tắt đèn tối thui à, tôi cũng đi vô vậy đó. Rồi cái á, đi vô sao mà tôi thấy con vợ của tôi gì đâu mà nó mặc đồ mỏng tanh nè. Rồi nó mới mở cửa nó đi ra, nó hất hất cái mái tóc nữa, mặt nó còn cười cười đồ mãn nguyện lắm, nhưng mà tôi đâu có biết đâu. Rồi tôi thì cũng mệt mà tôi vô người ta tắm rửa rồi tôi cũng đi ngủ luôn. Rồi á, cái lần thứ ba tôi mới về là tôi phát hiện sao? Tôi thấy con vợ tôi là mặc đồ kiểu này là tôi nghi dữ lắm. Sao mà mặc đồ dày mà đầu tóc rối bù mà ra còn mà làm cái giọng điệu đó là thấy nghi quá. Tại vì cái lần đầu tiên sửa điện mà sao sửa ban đêm. Mà tôi nghi là bán tính bán nghi rồi. Tôi mới chạy cái xuồng lúa của tàu lúa của tôi á, cách chừng cây số đó tôi đậu đó đó. Tôi đâu có đi đâu, tôi đậu đó đợi tới tối vậy đó, tối nửa đêm cái tôi chạy gần tới về cái tôi tắt máy, tôi thả ghề. Cái tôi cột dây vô tôi bỏ đó đó, tôi mới đi lên. Tại vì trước khi đi là tôi cũng lấy chìa khóa mở cửa rồi. Rồi tôi mở cửa, tôi đi vô, tôi gón gén đi vô. Vô ngang phòng tôi, con của tôi thì nó cũng đã ngủ. Còn tôi ra phòng với vợ chồng tôi á, thì á, tôi thấy á, hai đứa đó đang, tôi mở cửa ra là tôi thấy á, con vợ tôi với lại cái thằng Minh đó, nó đánh dần chí ché nhau trong. Là họ đang quan hệ thằng ở trường đang quan hệ á, kiểu này kiểu nọ đồ này kia. Nó còn kêu sướng nữa, anh ơi sướng quá, anh ơi sướng quá, anh ơi. Trời ơi, tôi phát hiện một cái tôi tá quả. Ôi ôi, lúc đó phải có cái dao một con hay gì đó, tôi đâm cho hai người đó chết luôn cho rồi. Quá bất ngờ. Ở lòng nào mà hai người đó mà gian díu làm vậy sau lưng tôi chứ. Trong khi đó, tôi đi làm lụng đồ này kia, tôi cũng dắt đầu óc của tôi ra để tôi mà tôi buôn bán đồ này kia về tôi chu cấp cho con vợ tôi, đâu có thiếu đồng nào đâu. Vậy mà cái lòng nào nó lấy tiền của tôi, nó cho cái thằng đó ăn uống đã luôn. Tôi không biết con vợ tôi nó nghĩ làm sao nữa. Rồi cái á, nó năn nỉ tôi. Thằng kia cũng vậy. Tôi nóng quá, tôi tán cho con vợ tôi mấy bọc tay. Rồi tôi không kiềm chế nổi á, tôi nhảy vô tôi quýnh cái thằng đó hả. Đấm đá đồ này kia. Tại vì tôi quá nóng mà. Rồi cái nó cũng năn nỉ, nó quỳ lại ỉ ôi, nó năn nỉ tôi dữ lắm. Rồi á, tôi mới không có làm lớn chuyện. Tại vì nếu mà làm lớn chuyện ra thì nếu cả làng, cả dòng họ tôi nè biết con vợ tôi nó vậy á, thì lúc đó hả tôi mất mặt dữ lắm. Tại vì á, tôi cũng đã có hai đứa con rồi. Giờ làm gùm ben lên á, thì sớm làng á, đi tới nhà này nhà kia á, thì người ta cũng xì xào đồ này kia, mình khổ lắm. Cho nên tôi chọn cách là im lặng. Rồi tôi nói với họ, nói lần này là lần cuối nha, đừng để tao phát hiện lần nữa, tao mà phát hiện lần nữa hả tao giết hai đứa bay. Lúc đó hả tôi nóng dữ dằn lắm. Rồi cái á, hai người quỳ lại tôi nè, rồi nói lần này là lần cuối, lần sau không dám tái phạm nữa đâu. Nếu mà lần sau tái phạm á thì mày có giết tao cũng được. Nó nói vậy đó. Nó nói á vậy đó, rồi xong á nó nói á, vậy mày đi về đi, tao không muốn làm lớn chuyện để làng sớm biết còn mất mặt thêm nữa. Rồi nó mới đi về. Con vợ tôi nó còn quỳ đó, nó ở trần ở trùng mà nó còn quỳ đó đó.
rồi nói á, không có được ngủ, à, quỳ ở đó đi tới sáng luôn đi. Thì tôi nói giận vậy thôi, chứ nữa tôi lấy bộ đồ tôi giục lên cho nó, rồi nó mặc vô. Rồi á, tới sáng á, rồi cái nó giả bộ nó làm cho tôi nữa, món này món kia, đồ ăn đồ này kia đó, mà tôi đâu có thèm. Tôi tự tay tôi làm, tôi cho con tôi ăn. Tôi nói rồi, tôi nói trước sau gì tao với mày cũng thôi à, mày thủ sẵn tâm lý đi. Mày muốn á, về bên kế thằng đó thì mày về nhà đó mày ở luôn đi, mày đừng ở nhà tao nữa. Mày ở nhà tao mày gây ra cho tao á quá nhiều đau thương nè. Trong khi á, tao đi mặn tao nuôi mày mà mày làm vậy đó, mày thiếu thốn quá ha. Người ta còn không được như vậy kìa, người ta nghèo khổ kìa, người ta còn cố gắng làm ăn kìa, còn mày giàu có rồi, tao đi về tiền về tao đưa cho mày hết trơn, tao có giữ đồng bạc nào. Vậy mà mày đi nuôi trai. Ôi, tôi chửi nó thậm tệ luôn. Rồi á, cái bữa tối đó đó, có người bạn mối he của tôi điện cái tôi đi cân lúa. Tôi đi cân dắt 6 giờ tối vậy nè, tới 8 giờ mới rồi đầy, rồi tôi chạy về cái bến gần nhà ngay nhà tôi đó, tôi đậu đó đó. Đừng mai vậy tôi đi sấy đựng trà. Rồi tôi ngủ dưới đó, tôi giữ lúa luôn. Rồi tôi ngủ đâu tới đâu 1-2 giờ sáng gì đó, cái sao mà tôi thấy tự nhiên mà cái mùng tôi á, tôi văng á để tránh mũi á, sao tự nhiên nó đứt xuống hết trơn à. Rồi có người chụp hai cái giò của tôi, tôi giật mình vậy nữa, gì trời. Tôi giật mình tôi ngồi dậy, rồi cái sao mà có người trồng cái cọng dây thần á, bành cây luôn vô cổ tôi siết. Rồi lúc đó hả, có người thì chụp cái giò tôi đâu có cho tôi giải đâu. Rồi cái có người siết cổ tôi nữa, tiếng thối lưỡng nan nữa, tôi cầm cái sợi dây mà tôi nới ra để mà tôi thở. Rồi á, cái sao mà tôi nới ra tôi thở được, cái tôi chụp ngay vô cái mặt nó đó, nó bịt mặt. Nó tôi chụp vô cái khăn bịt mặt của nó nhực ra, rồi tôi mới thấy là cái thằng Minh. Nói tại sao mày giết tao, ai kêu mày biết bí mật của tao, vợ mày làm chi, giết mày nè. Rồi á, nó siết cái cọng dây á, nóng quá tôi tức quá á, có người ôm cái chân tôi vậy nè. Rồi tôi giật một chân á, tôi đá một cái á. Vợ con cái người đó đó là mới té xuống la cái á lên. Em đau quá nó. Rồi nghe là ngay cái tiếng con vợ tôi. Nói á, thì ra là cô với nó thông đồng để giết tôi. Rồi á, cái hai người nói, tao với nó là thông đồng để giết mày đó, để hai đứa tao ở sống bên nhau, để cho mày sống làm gì, mày phát hiện được bí mật của tao rồi. Rồi á, lúc đó nó siết càng nặng. Rồi á, tôi lấy cái giò tôi co lên, tôi chổi ha, sau mà tôi với nó té được xuống cái đống lúa. Rồi cái tôi thoát ra được á, tôi nhảy luôn xuống sông, tôi lội để thoát thân mà. Rồi tôi lội ra tới giữa dòng đó. Rồi cái tôi nãy như nãy tôi kể nữa, tôi đụng cái cục gì mà nhớt rồi trơn trơn nữa. Rồi cái như có cái bàn tay á, nó vị tôi xuống dưới, nó quấn tôi xuống dưới, rồi tôi chìm tôi chết luôn. Thì sao lúc đó anh không chạy lên bờ để anh tránh, mà tự nhiên nhảy xong bù quảng dữ lắm hả? Nó gối rồi. Tình thế đó vợ phải nhảy xong để lội để thoát thân, chứ nếu mà chạy lên bờ nó mà dí theo rủi như nó cầm dao nó đâm là còn chết nữa. Tôi không ngờ nhảy xuống sông rồi tính là đường thoát, ai ngờ đâu cũng không thoát được cái khỏi cái chết. Bởi nhiều khi á, tôi nói nhiều khi bởi là cũng tại vì ông nữa, chứ không phải mình nói gì vợ ông với người đó. Tại vì á, trong thời điểm lúc đó mà ông phát hiện ra vậy, thôi tao cho mày luôn đó, mày rinh nó đi đâu mà rinh đi, vậy khỏe rồi. Kệ nó làm sai mà nó đi ngoại tình, nó làm sai mắc gì đâu, ông sợ xấu mặt, ông đâu có là ông nó ngoại tình đâu mà ông sợ xấu mặt. Mày phái tôi cho mày đem đi luôn đó, tặng mày đó, đem về mà làm mắm, làm gì mà làm đi. Tự nhiên đi mà cự nữ với nó làm gì để cho chú gây thù chú quán.
đúng không? Tôi cũng suy nghĩ dữ lắm, nhưng tôi chỉ suy nghĩ cho hai đứa con của tôi á, là để cho nó ha, nó nghĩ gì tốt về mẹ của nó. Nếu mà tôi làm gần gan ra, nó biết được á, nó buồn, nó tuổi sau này nó suy nghĩ gì xấu về mẹ nữa, cho nên tôi còn thương con vợ của tôi dữ lắm á, cho nên tôi mới không có làm như vậy. Nhưng mà giờ ông thấy không? Nhưng mà giờ ông thấy đó, giờ cuối cùng rút cục lại thì sau khi mà hai người đó đã giết ông như vậy rồi, à, hai người đó đâu có biết là ông bị ma da lôi đâu, đúng không? Nhưng đúng mà khi rồi, đúng rồi. Khi mà cái xác ông Phịch lên nổi lên á, rồi chính quyền người ta tới á, thì tất nhiên là trong cái bằng chứng là trong lúc đó là hai người đó đã có là tác động vô anh rồi, thì tất nhiên là họ phải chịu là trước pháp luật. Mà khi đã pháp luật nhúng tay vào thì tất cả các trang mạng xã hội đều biết hết, tới hết, thì là gia đình của ông cũng sẽ biết hết đó. Ông sợ xấu mặt, rốt cuộc ông là ông mất mạng. Cái đó là cái đó đó là một cái dạy của mình đó. Thay vì lúc đó nếu đã người ta yêu nhau quá, thôi bỏ cho người ta yêu nhau đi đó, mình ở vậy mình nuôi con đó, thấy khỏe hơn không? Họ phải lo nghĩ. Bởi vậy cái một cái là cũng phần do ông là mình suy nghĩ nó không tới. Cái thứ hai nữa là cũng vì ông nóng tánh quá, ông đánh đập người ta. Như cái bữa phát hiện đó, ông lúc nãy ông kể là ông đã đánh rất là nhiều đúng không? Đánh hai người đó rất là nhiều đó. Thì cũng chính vì như vậy đó, đã khiến cho người ta căm phẫn, người ta hận ông, mới lên kế hoạch để mà giết ông. Đó là cái lỗi thứ hai của ông. Còn cái lỗi của họ là họ gian díu với nhau, họ ngoại tình với nhau đó, rồi họ giết ông, thì cái đó thì chắc chắn rằng thì họ sẽ bị pháp thuật trừng trị thôi, bị người đời chê trách thôi đó. Còn bây giờ cái đó không còn quan trọng đối với ông nữa, đúng không? Những cái vấn đề đó hiện giờ đâu còn quan trọng với ông nữa đâu. Vậy bây giờ cái quan trọng ở đây là hàng ngày ông phải đi khắp nơi để ông kiếm đồ ăn nè, ông phải đi khắp nơi để ông kiếm chỗ trú ngụ nghỉ ngơi nè đó, rồi ông phải đi khắp nơi để ông trốn tránh những cái con quỷ dữ nè, rồi đi khắp nơi để trốn tránh những cái tay thầy pháp nè. Cực khổ không? Có à, bữa đó đó tôi lên khu rừng ở dưới kia kìa. Tôi gặp một bầy quỷ luôn, tôi đi ngang hả, tôi thấy nó giật cái đồ ăn ở đâu vậy, nó chia tôi tính vô để mà giành giật nó hả, tôi bị nó quánh không có trời luôn. Bầy quỷ ở hướng nào? Ở dưới kia kìa, hướng 6 giờ hả? Đúng vậy. Bởi vì tôi nói ông á, bây giờ là ông cũng đã mất rồi đó, thì tất cả mọi thứ ông cũng đều đã trải qua hết rồi, bi ai khổ ải ông đều trải qua hết rồi, đó khác lạnh lẽo ông đã trải qua hết rồi, ông đã biết hết rồi, đúng không? Đúng vậy đó. Bây giờ thì quá khứ mình đã trải qua những cái khổ đau như vậy rồi, thì ông có muốn là ở tương lai mình sẽ được an thanh tâm an lạc, rồi muốn được sống một cái cuộc sống nó yên bình, nó không phải suy nghĩ đến nhiều cái việc mà khổ sở không? Muốn lắm chứ, nhưng mà tôi không có biết ở đâu hết trơn. Thì bây giờ ngày hôm nay tôi đến đây thì ông cũng đã biết lúc nãy là tôi cũng đã nói với ông rồi, thì con ma da mà nó bắt ông đó, mà tôi còn giúp đỡ cho nó đi về chùa được, nó tu được đó, thì ông muốn đi tu thì tôi giúp thôi, đâu có gì đâu mà khó. Thì ông muốn đi không? Đi tu hả? Ừ. Nhưng mà đi tu rồi có được ăn uống như vậy không? Đây nè, để tôi nói cái lợi ích của đi tu cho ông nghe, rồi á, ông sẽ quyết định sau. Đi tu thứ nhất, ông sẽ có được một cái lợi thứ nhất, đó là hàng ngày ông khỏi phải đi khắp nơi để ông kiếm đồ ăn như thế này, hàng ngày ông đều có ăn như thế này. Thứ hai là khi mà ông đi tu là ông sẽ có chỗ nghỉ ngơi, chứ ông không phải nghỉ ngơi trong những khu rừng như thế này. Thứ ba là khi mà ông đi tu sẽ có được các sư thầy hàng ngày sẽ thuyết pháp giảng kinh để mà khai mở trí tuệ cho ông đó, để giúp cho ông được tu hành học đạo, tích phước đức để mà sớm chuyển kiếp. Cái thứ ba, cái thứ tư đó là khi mà ông tích đủ phước đức thì ông sẽ rất là nhanh chóng, ông cố tâm tu học thì ông sẽ rất là nhanh chóng để được mà chuyển kiếp trở thành người. Nó được bốn cái lợi như vậy đó, ông thấy sướng không? Ui, nghe đã dữ vậy. Hầu như là các cái vị vong linh mà khi mà tôi đã đưa ra một cái chuỗi mà lợi ích khi mà đi tu như vậy, thì hầu như là ai cũng chịu đi tu hết, ai cũng chấp nhận để mà tôi giúp đi hết, không biết ai ý ông sao. Vậy ông có thể nào ông giúp đỡ tôi đi được không?
Chứ giờ tôi từ bữa mà tôi xảy ra khỏi cái công gia, giờ tôi đi giấc dưỡng lang thang đồ này kia, lạnh lẽo đói khát đồ này kia, kiếm đồ ăn cũng không có nhiều nữa. Đa số là đói nhiều hơn no. Đó, tôi biết ông là đói nhiều hơn no và rất là lạnh lẽo nữa, cho nên đó là tôi mới thường xuyên tôi đến những cái nơi như thế này để tìm. Đó, trong khi đó là tôi đã biết được các vị là bị giam cầm rất là lâu và rất là đói khát. Thì bây giờ nếu mà như là ông nó muốn đi như vậy á, thì bây giờ là tôi sẽ giúp cho ông đi luôn, được không? Được, được. Vậy có thể nào rủ lòng thương giúp đỡ cho tôi được không? Được, thì bây giờ tôi sẽ giúp cho ông. Bây giờ trước khi mà tôi giúp cho ông á, thì ông sẽ hãy chắp tay lên và ông niệm giùm tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, để tôi sẽ mở cái luồng sáng tôi trợ lực cho ông đi. Tôi sẽ làm theo. Cảm ơn ông nhiều lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, ngày hôm nay khi mà Lê Chung quay trở lại cái khu rừng tràm này để mà tiếp tục tìm kiếm các vị vong linh trước đây đã bị con ma gia giam cầm đó cả nhà, thì Lê Chung lại tiếp tục gặp được một cái vị vong linh nam. Thì cái vị vong linh nam này cũng là số khổ nữa cả nhà. Nói chung là hầu như là tất cả các vị vong linh khi mà đã mất là đều có một cái cảnh đời nó rất là khổ sở. Vong linh này thì chơi với bạn thì cũng mới đầu thì cũng được anh ta dẫn đi đi cua gái đồ này kia, sau khi mà cua được rồi thành vợ thành chồng rồi về sống với nhau được một thời gian cũng có được hai mặt con. Thì anh ta mới đầu là anh ta mới rõ rẽ tới rồi làm quen chơi, đi chơi chung nhậu nhẹt đồ ăn uống đồ đó. Sau khi mà anh này là đi làm rồi thì mới mò qua để mà rò tò teo với vợ của anh này, thì tình cũ mà không rủ cũng tới đó. Thì sau khi mà tò te đâu cũng chắc là cũng nhiều lần rồi, rồi mới bị những người ở gần đó phát hiện rồi thông báo cho cái phong linh của anh trai này biết đó. Thì anh này mới là bà bán nghi đó, anh mới về là anh xem thử cái tình hình như thế nào. Thì cuối cùng thì sau vài lần anh cố tình anh về để mà anh tìm hiểu, thì là anh lại phát hiện con vợ mình với thằng bạn mình lại tò te tú tí với nhau trong khi mà anh đang đi làm để kiếm tiền về để nuôi vợ nuôi con đó. Thì sau khi nói chung ai cũng vậy đó nha, khi mà gặp cái trường hợp đó thì rất là nóng nảy đó, cũng xảy ra xô xát đối với người kia nó, với những người vợ rồi với những người bạn. Sau đó thì họ lại là lập mưu, họ định giết anh. Nhưng mà anh thì trong cái mai thì có cái rủi, anh may mắn là anh thoát ra được khỏi cái tay của vợ mình với lại bạn mình, nhưng mà lại là khi phóng xuống sông lội qua sông tính trốn thoát thì lại bị ma gia nó bắt. Thì cuối cùng thì cũng vẫn phải trở thành vong linh. Thì cũng được sắp xếp sẵn hết trơn cả nhà, chắc có lẽ là ở nhiều đời kiếp trước anh cũng không có tu tập, nó cũng gây ra nhiều cái quán thang ở kiếp này phải chịu như vậy thôi. Nói chung thì ở trên cái cõi ta bà này là cõi tạm, chỉ ở trên cái cõi ta bà này để cho chúng ta tìm ra được cái cách tự giải thoát cho mình đó. Ở trên cái cõi ta bà này mà mình làm quá nhiều việc không đúng, cũng như là mình vì những cái tham sân si nè, rồi mình đố kỵ lẫn nhau, mình ganh ghét lẫn nhau, rồi mình tìm cách hạ bệ nhau, hại nhau, thì cuối cùng thì ở kiếp sau rồi mình chính mình là cái người để trả giá đó. Rồi thì cái video ngày hôm nay đến đây thì Lê Chung xin phép khép lại tại đây luôn nha cả nhà. Thì một lần nữa Lê Chung xin phép kính chúc cho toàn thể quý ông bà cô chú anh chị, những người đang yêu thương, những người đang theo dõi và những người đang đồng hành cùng với Lê Chung trong suốt cái thời gian qua có thật nhiều sức khỏe và bình an, đặc biệt là có thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Vậy Lê Chung xin kính chào và xin phép được hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.